Ấn Độ máy bay bị đe dọa đánh bom. Ngày 28 tháng 5, nhà chức trách Ấn Độ đã yêu cầu một máy bay di chuyển đến khu vực cách ly tại sân bay ở thủ đô New Delhi sau khi nhận được đe dọa đánh bom nhằm vào máy bay này. Tuy nhiên, sau đó nhà chức trách cho biết đây chỉ là đe dọa giả. Theo nhà chức trách, máy bay này của hãng hàng không IndiGo bay từ New Delhi đến Varanasi, bang Uttar Pradesh và chở 176 hành khách. Máy bay đã được yêu cầu di chuyển ngay đến khu vực cách ly ngay lập tức sau khi sân bay quốc tế Indira Gandhi thông báo có đe dọa đánh bom nhằm vào máy bay này. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi máy bay qua cửa khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng máy bay và không phát hiện thấy vật thể nào khả nghi. Hãng IndiGo cho biết sau khi hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra an toàn, an ninh, máy bay sẽ được đưa trở lại.